Trời ơi, hôm nay vui quá luôn mọi người ơi. Hôm nay mình đi xin được chữ ký của Bubba Top. Cái điện này vợ mình nè. Giờ mình vui quá nên gớt áo. Hôm nay mình với mấy người bạn của mình gồm khoảng 5 người. Thì mình được biết được tin là Bubba Top ở một cái khách sạn ở quận Nhất, đường Nguyễn Huệ. Thì tụi mình mới tụ tập nhau, rủ nhau khoảng từ 4 giờ chiều. Cái việc mà Bubba Top ở khách sạn này thì tụi mình cũng đoán thôi, chứ không phải là chắc chắn gì lắm. Và đợi cho một cách hên xui thì tới khoảng là 7:30 thì anh Bubba Top ảnh xuất hiện và chắc là ảnh đi ăn đấy. Trong cái đoàn của mình thì có anh Hoàng Rapper này đó, rồi tới Minh nè. Các bạn ơi, giây phút rất là hạnh phúc, thật là tuyệt vời. Cảm ơn anh Dimita Bubba Top, thần tượng của tôi. Ôi, sát thủ hoa hồng, cảm ơn anh. Đây là một tấm hình với thần tượng của mình. Giây phút thiệt là thiêng liêng, hạnh phúc quá. Tới anh Hoàng này. Tới anh Hoàng Rapper nè mọi người ơi. Ôi, xin cảm ơn anh Bubba Top. Cười cái gì dễ thương nè. Đây là Đông, một người bạn của mình. Đoạn này mới quay hơi fail, nhưng mà đã chỉnh lại rồi. Một lần nữa nhìn lại vợ mình nha. Tại vì hôm nay 20 tháng 10 á. Khi mà mình đi ra ngoài thì còn rất là nhiều người bạn của mình đứng ở ngoài đợi xin chữ ký của Bubba Top. Từng người một, ảnh rất là thân thiện nha. Anh chụp từng người một và ảnh cảm ơn, ảnh gửi bút. Đoạn này thì mình có xin cho con gái của mình vào chụp. Chú Bubba Top ơi, cho con vào chụp một tí xíu đi. Ok, 1, 2, 3, nhìn vào máy chụp hình đi. Rồi, cảm ơn chú.